Sáng ngày 11 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân, tên thường gọi Luân Chùa, sinh năm 1985, quê Thái Bình, thường trú phường 8 thành phố Đà Lạt, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, sau khi đi nhậu về tầng 2 chung cư Mẫu Tâm, phường 5 thành phố Đà Lạt, nghe nói cháu Hát, sinh năm 2012, con trai của Luân, lấy trộm 100.000 đồng. Bực tức nên Luân đã dùng tay đánh vào mặt, tay, mông, sau đó tháo dây lưng bằng da đánh khắp cơ thể cháu Hát. Thời điểm này có vợ, mẹ vợ và hàng xóm can ngăn, nhưng Luân vẫn hành hạ cháu bé. Sau đó Luân tiếp tục bắt cháu Hát quỳ xuống đánh bằng dây lưng, rồi dùng dây lưng thắt vào cổ cháu bé, lôi từ tầng lầu xuống tầng trệt ra ngoài đường. Chưa dừng lại ở đó, bắt cháu bò từ cửa căn hộ đến đầu cầu thang, bắt sủa bằng tiếng chó nhiều lần. Hành vi này được xác định lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Đà Lạt đã mời đối tượng về làm việc. Luân cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Liên quan vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo Công an thành phố Đà Lạt khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra đối với hành vi bạo hành trẻ em của đối tượng Nguyễn Thành Luân.